Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các nhà đầu tư BOT chủ động lên phương án ứng phó đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời có kế hoạch xả trạm để giao thông thông suốt vào dịp cao điểm. Theo đó, nhà đầu tư phải xả trạm khi xảy ra ùn tắc từ 700m trở lên do bất cứ vấn đề gì. Cũng trong dịp Tết, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ đề nghị các tài xế không nên dùng biện pháp tiêu cực gây ùn tắc ảnh hưởng đến những người có công việc và nhu cầu cần phải đi lại nhanh. Cùng với việc cắm biển cấm dừng xe quá 5 phút tại trạm thu phí, Tổng cục Đường bộ đã cử 7 đoàn làm việc với các nhà đầu tư BOT, các địa phương để tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các lái xe cố tình gây ách tắc giao thông, đảm bảo điều kiện lưu thông thông suốt của người dân trong dịp Tết.